Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Đình Thiên Tuấn, cháu 18 tuổi, tôi bị điếc tai từ lúc mà bẩm sinh, nói là bẩm sinh. Bẩm sinh từ lúc nhỏ. Phải đeo máy nghe tạm thời. Nhưng mà nghe đeo máy nghe thì cũng nghe tương đối thôi, không được nghe rõ lắm. Đó. Tại bây giờ nhân ở nơi đây thành mong gọi là chữa bấm gần theo thập kỷ liên tâm đó, để mong cái gọi nó có chữ phục hồi nào đó. Đó. Tôi đang mong chờ đợi đó. Xin cảm ơn. Anh ở đâu tới? Anh từ đâu tới? Ở đâu tới? Tôi ở Nha Trang tới. Đâu cái tai là đang đeo. Tôi bị luôn hai tai luôn. Hai tai luôn. Dạ. Hiện tại thì là cháu được biết là chú ở Nha Trang và chú bị điếc bẩm sinh ấy, và chú nghe rằng là có một cái liệu pháp trị bệnh bằng phương pháp là bấm huyệt và đẩy các cái máu để lưu thông lên não á. Thì chú đến đây chú học thì không biết là chú có tin tưởng cái phương pháp này không? Chú có tin tưởng cái phương pháp này để giúp cho chú cải thiện phần nào không, chứ không dám nói rằng là sẽ giúp cho chú là trở lại như một người bình thường. Chú có tin tưởng cái phương pháp này không? Không nghe đến gì luôn. Tức là khi mà mình nói như vậy thì ba ngày nghe đến không? Bây giờ là hơi phóng lên đầu. Bây giờ mình tác động vào tai đó, tác động trực tiếp vào tai luôn. Sau khi bơm máu thì tác động trực tiếp vào tai. Co mạnh cái vành tai, đúng rồi. Mình nong, đúng rồi. Mình bẻ ra, mình nong ra cho máu nó vào tai. Rồi, kéo rồi, xong rồi. Kéo rồi, xong đi chú. Đây chừng nào mà anh cảm thấy nó càng đi vô á nha. Rồi, anh kéo tay mấy lần. Rồi là xong. Bây giờ là sau khi mà đã thực hiện xong cái phương pháp là hỗ trợ cho cái việc là đưa máu lên trên đầu và trong cái vùng tai của chú, thì hiện tại là chú cảm giác được rằng là nghe nó hơi tốt hơn không, hay là không nghe? Nghe thì nó tốt mà hai tai nóng bừng lắm. Tôi nghe rõ tốt. Tức là bây giờ người chân tư. Rồi. Hiện tại là bác ở Nha Trang, là bác ở đường nào vậy ạ? Tôi ở Nha Trang, ở 130 Mê Linh Nha Trang. Nha Trang bác vô đây thì bác đi bao lâu nhỉ? Bác đi được bao lâu? Thời gian bao lâu? Tôi ở Nha Trang rồi từ bé không? Tức là từ Nha Trang bác vô Sài Gòn thì bác đi thời gian bao lâu, bao nhiêu tiếng đồng hồ? Khoảng 10 tiếng đồng hồ. Hiện tại là bác, gia đình bác, là bác đã có cháu ngoại hay cháu nội gì chưa? Bác có làm lại anh nghe. Tức là hiện tại gia đình của bác á, là bác đã có cháu ngoại hay cháu nội gì chưa? Tôi thì có một vợ một con thôi. Tức là chưa có cháu nội, chưa có cháu ngoại. Con mới 20 tuổi ạ. Con mới 20 tuổi. Con bác là hiện tại đang ở đâu? Nó cũng đang ở Sài Gòn ạ. Tức là cháu đang ở hay quá, nghe rõ rồi nữa.
chị. Không nghe làm sao mà trả lời? Mới chuyển ra đã vậy. Cái này đâu có kịch bản gì đâu. Nếu mà tập tiếp thế nào. Bây giờ nhìn nhìn thấy chú chảy nước mắt. Mừng quá rồi đó. Mừng lắm. Mà bẩm sinh mà tầm 58 hôm nay. Trời đất ơi, bây giờ ông mọi người mắt luôn rồi. Anh về anh sẽ tự làm được tiếp. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ anh nghe được rồi. Bây giờ anh về nhà anh làm tất cả những cái động tác mà rất là đơn giản như vừa rồi á, như được hướng dẫn thì ngày nào anh cũng làm. Ok chưa? Thì anh chắc chắn anh nghe như bình thường. Ok. Rất mình chúc mừng anh. Nghe gió không? Chúc mừng anh nha. Anh là điểm. Nhớ là ghép này nha. Nó thấy ra lại này, vẫn chuẩn. Chuẩn bị bất lỗ rồi. Nó rồi, mua lỗ rồi hả? Bây giờ rất nhiều, làm nhiều. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.